ngôi sao ban mai hình thành cái ác chống lại Chúa và gặp một thiên thần sau này sẽ quyến rũ Sodom và Gomorrah. Sau khi xây dựng kế hoạch, họ bắt đầu hành động. Tại thời điểm này, có một bình tĩnh và cuộc sống vui vẻ trên thiên quốc. Mỗi thiên thần tìm một việc gì đó để làm, ai muốn đi du lịch hoặc học nghệ thuật và khoa học hoặc chỉ tìm một nghiệp theo ý thích của mình. Lúc đó ánh sáng ban ngày như kẻ trộm đi qua cổng thiên đàng và bay đến những nơi mà các thiên thần tụ tập nói dối. Thực tế là mọi người đã bị lừa dối và một mình anh ấy có thể cứu tất cả mọi người. Lao đi như điên từ nơi này đến nơi khác, anh ta thu một đội quân của các thiên thần. Tổng lãnh thiên thần Michael đã nghe ông nói, khuôn mặt của anh ấy đã thay đổi, Chúa là thánh thiện và công lý đòi quả báo. Và anh ấy bắt đầu với tất cả các thiên thần nói sự thật rằng ngôi sao buổi sáng đã lừa dối họ và thụ thai đi ác chống lại Chúa. Sau đó đã cùng nhau cả một đội quân để Archangel Michael vì họ đã hiểu tất cả sự thật và những gì sắp xảy ra. Gặp ánh sao ban mai với Archangel Michael và quân đội của ông ấy và nói, đi đi, chúng tôi đi chiến đấu với Chúa. Tổng lãnh thiên thần Michael trả lời, tại sao bạn lại lừa mọi người? Bạn sẽ không vượt qua được, bạn sẽ không làm những gì đã được nghĩ. Trận chiến đã bắt đầu giữa Archangel Michael và quân đội của ông và Ganipsa và quân đội của hắn. Người tưởng cái ác không chống lại ông và tất cả các thiên thần của ông bị đuổi khỏi thiên đàng. Ganipsa và hầu hết quân đội của ông ta ngã xuống đất. Và nhà lãnh đạo khác với những người ở lại đã rơi xuống mặt trăng. Nhi ngàn nhi năm trước BC, thiên thần sa ngã đã theo dõi hành tinh của chúng ta và nhìn thấy những người đầu tiên và cách họ ăn từ cây kiến thức thiện và ác. Sau đó, nhà lãnh đạo trên mặt trăng tạo ra các cơ thể theo hình ảnh của chính mình bởi vì họ đã đánh mất ánh sáng và bóng tối của tội lỗi đã thay đổi họ và bắt đầu gọi chúng là những linh hồn của ác tâm. Họ bắt đầu sống trong những cơ thể được tạo ra từ cát của mặt trăng và đóng tàu. Kiến thức cao và hàng thiên niên kỷ qua hãy để họ khám phá chúng tôi và chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Thủ lĩnh của người ngoài hành tinh biết đi đó một mình anh ấy không thể đánh bại nhân loại. Vì chúng được bảo vệ bởi các lực nhẹ. Anh ấy đang chờ đợi thời điểm này khi mọi đi ác lại thoát ra khỏi địa ngục để đưa kế hoạch vào hành động và chống lại nhân loại. Ganipsa lấy tên Satan và làm thế nào thủ lĩnh của thế lực đen tối sợ Chúa. Rốt cuộc, hắn sớm nhận ra không thể cùng hắn chiến đấu, Thiên Chúa là vô cùng mạnh mẽ. Trong khi đó, người ngoài hành tinh bắt đầu nhấn camera. Trong video, chúng ta thấy mọi người đang tìm kiếm con chó của họ như thế nào nhưng có một người ngoài hành tinh. Và đây là một câu chuyện khác kể nhà báo từ Liên Xô Tatiana Shevchenko. Hôm đó cô ấy đã nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và tại một thời điểm, cô ấy có một mong muốn ám ảnh ra khỏi tòa nhà. Ở cửa ra vào, một chiếc xe hơi nước ngoài với đôi mắt đen láy đang đợi cô cửa sổ màu. Vào thời điểm đó ở Liên Xô, Tatiana nói tất cả các cửa sổ của ô tô trong suốt. Cánh cửa mở ra trước mặt cô, bên trong ngồi ba người đàn ông mặc vest tối màu với những khuôn mặt nhợt nhạt chết chóc. Tatiana ngay lập tức hiểu rằng đây không phải là những người thần giao cách cảm, họ nghĩ rằng cô ấy cần đi cùng họ. Sau đó cô ấy ở trong một căn phòng tròn có trần sáng và những người hầu cận nói rằng Hồng Y muốn gặp cô ấy trả lời rằng cô ấy ăn mặc không phù hợp. Từ trên tường bộ quần áo nhi màu tiến phía trước cô ấy chọn màu tím, các tiếp viên biến mất. Khi cô ấy mặc quần áo vào, trưởng nhóm xuất hiện vừa được quản lý anh ta nói xin chào và tất cả cùng một lúc biến mất. Cô ấy đã trở lại làm việc nơi, tuyên bố rằng cô ấy đã không ngủ, nói chung, mọi thứ cứ thế biến mất như chưa từng xảy ra. Tại lần tiếp xúc thứ hai, cô ấy được chuyển đến một con tàu vũ trụ, từ đó cô ấy nhìn thấy gần như hoàn toàn trái đất. Đi này có nghĩa là người ngoài hành tinh đã tạo ra cơ thể con người ở giữa chúng ta để giúp đỡ những con quỷ. Từ câu chuyện này nhà lãnh đạo học cách cư xử trong một cơ thể mới. Vì vậy người phụ nữ may mắn là không có nghiên cứu nào được thực hiện cô ấy. Bây giờ bạn biết người ngoài hành tinh là ai, làm thế nào họ lấy được xác và mục tiêu của họ là thù địch, phía chúng tôi.